Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều thứ năm ngày 7 tháng 3. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và trên thế giới. Giá điện tăng thêm 8,6%, doanh nghiệp gặp khó nhiều mặt. Thị trường quà tặng dịp 8 tháng 3 có gì đặc biệt? Chặn đứng vụ vận chuyển 600.000 viên ma túy và 36 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết dự kiến vào cuối tháng 3 này, giá điện sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8,36%. Và nếu như việc tăng giá này chính thức áp dụng, hầu hết các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Công ty này chuyên sản xuất phụ tùng cao su lớp xe, mỗi tháng phải đóng 120 triệu đồng tiền điện. Nếu điện tăng giá, họ phải trả thêm ít nhất 10 triệu đồng nữa. Doanh nghiệp chúng tôi thì chi phí về điện chiếm từ 5 đến 8% giá thành sản phẩm. Chúng tôi là có một phần xuất khẩu và giá xuất khẩu thì họ không tăng được. Như vậy thì chúng tôi tiên đoán là chúng tôi sẽ mất đi cái lợi nhuận từ 1 đến 2%. Giá điện ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất nên các doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh tăng giá này cần có tính toán một cách phù hợp. Mong rằng EVN có kế hoạch dài hơi thông báo cho doanh nghiệp trước 3 quý để doanh nghiệp chủ động đầu tư cải tiến quy trình công nghệ và đàm phán giải trình với các đối tác khách hàng, chứ bây giờ chúng tôi là hoàn toàn bị động. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng bên cạnh năng lực cạnh tranh cũng cần tính đến chi phí lạm phát, tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác. Cũng theo các chuyên gia, về lâu dài nhà nước cần tăng cường phát triển nguồn năng lượng sinh thái. Những nguồn năng lượng này phải chiếm tỷ trọng cao bởi mong đảm bảo phát triển hài hòa lợi ích. Thị trường quà tặng dành cho phái nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay đã bắt đầu sôi động ngay từ những ngày đầu tháng 3. Các sản phẩm hoa tươi và quà tặng rất phong phú, giúp người mua có nhiều sự lựa chọn. Hoa tươi vẫn là mặt hàng quà tặng quen thuộc và không thể thiếu trong ngày quốc tế phụ nữ. Gần đến ngày 8 tháng 3, giá hoa tươi tăng từ 10 đến 15%, đặc biệt là các loại hoa được ưa chuộng như hoa hồng Ecuador và lan hồ điệp, giá cao hơn đột biến so với ngày thường. Trang sức cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Bản thân tôi thì thích những cái quà tặng thiên về làm đẹp hay là chăm sóc da này nọ, những cái nữ trang. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử cũng có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn cho nhiều mặt hàng độc đáo, lạ mắt như quà đầu cầu, quà mạ vàng, gấu bông handmade kết từ hoa tươi. Gái mình thích giày, đồng hồ, mẹ mình thì thích những cái đồ dùng tiện dụng cho gia đình. Hôm nay mình thấy nó xu hướng nó phát triển về công nghệ nhiều hơn. Các hệ thống siêu thị hay các trung tâm thương mại cũng đồng loạt giảm giá hàng trăm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và các sản phẩm may mặc. Thông qua Japan Korea, tổ chức phúc lợi trẻ em lớn và lâu đời nhất tại Hàn Quốc, nhóm tình nguyện viên Kia Won đến từ Hàn Quốc đã tham gia dự án hỗ trợ xây dựng nhà trẻ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong chuỗi hoạt động của dự án hợp tác với Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân nhằm tạo điều kiện cho ngày càng nhiều trẻ nhỏ được tiếp cận với giáo dục mầm non. Là một trong những địa bàn có số lượng dân nhập cư chiếm trên 60%, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, hàng năm có trên 5.000 trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, nhưng chỉ có khoảng 2.000 trẻ được đến trường vì không đáp ứng đủ nhu cầu chỗ học. Cái trường lớp mà công lập ở trên địa bàn đã xây mới nhiều rồi nhưng vẫn còn thiếu so với cái số dân nhập cư. Khi mà phụ huynh đến xin cho bé học mà tôi không giải quyết được, cảm thấy trong lòng tôi cũng rất là áy náy. Vì vậy, nhóm tình nguyện Kia Won đang thực hiện các chương trình tập trung vào trẻ, chia sẻ phần nào cuộc sống khó khăn của các gia đình nhập cư, giúp các em nhỏ có một môi trường học tập khang trang hơn. Chúng tôi đang thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội với niềm tin rằng tất cả trẻ em nên được sự giáo dục như nhau. Vì thế, thông qua hoạt động tình nguyện lần này, hy vọng sẽ phần nào giúp trẻ em Việt Nam có được môi trường giáo dục tốt hơn. Ngoài việc khảo sát địa điểm xây dựng khu phòng học mới tại trường mầm non Cẩm Tú đáp ứng cho khoảng 200 trẻ em trong thời gian tới, các tình nguyện viên còn tham gia các hoạt động làm mới khuôn viên nhà trường, làm đồ chơi, trang bị thêm sách cho thư viện và vui chơi với các em. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao trong cao điểm mùa nắng nóng hiện nay. Ngoài Cần Giờ thì Củ Chi là địa bàn có rừng tự nhiên với khoảng 18 hectare. Để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, nhiều giải pháp phòng ngừa đã được chủ động triển khai tại đây. Tổ phòng cháy địa phương do Trung tá Nguyễn Tấn Tới phụ trách đang kiểm tra khu vực rừng cây hơn 5 hectare tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Nghiêm khắc xử phạt đối với những cái người mà có cái hành vi đốt rừng hoặc là đốt những cái tàn cây phân tán. Nếu có tình huống mà cháy thì đây là người dân cầm cái móc khóa an ninh. Điện thì coi như là bên lực lượng công an bên cháy rồi này kia ta xuống liền ngay, dập tắt liền ngay.
Còn tại khu di tích địa đạo Củ Chi, nơi có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ nhì của thành phố, công tác phòng cháy rừng được thực hiện mỗi ngày. Theo cơ quan kiểm lâm, ngoại trừ phần lớn diện tích rừng ngập mặn ở Cần Giờ, thì hơn 11.000 hecta rừng cây phân tán tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng từ cấp 4 đến cấp 5. Nguy cơ cháy cao là ở các khu vực như là Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi. Do nhiệt độ cao và cái độ ẩm thấp sẽ dẫn đến là nguy cơ cháy rất cao. Do những người dân có cái thói quen là đốt rác cỏ, phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, biến giáo dục pháp luật đối với cộng đồng dân cư. Theo quy định, người có hành vi gây cháy rừng bị xử phạt hành chính đến 50 triệu đồng và chịu trách nhiệm hình sự nếu gây hiệu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, dịch tả heo châu Phi dù không lây bệnh cho người nhưng khả năng lây lan cho heo rất cao. Đặc biệt, tỷ lệ heo bị nhiễm virus tả châu Phi hầu như 100% sẽ chết. Trước tình hình này, các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường siết chặt công tác kiểm soát, tránh nguồn heo bệnh đi vào thành phố. Chợ đầu mối Hóc Môn, nơi cung cấp thịt heo lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mỗi ngày nhập 4.800 đến 5.100 con heo. Nguồn heo nhập về chợ chủ yếu từ Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Chúng tôi cũng tăng cường công tác là kiểm tra, giám sát chặt chẽ cái nguồn heo mà đưa vào chợ. Đặc biệt là đối với cái nguồn heo đông lạnh thì chúng tôi không cho phép vào chợ, bởi vì cái nguồn heo này là không có đảm bảo theo đúng quy định của cái là heo tươi mà heo mà có đeo vòng. Ngoài ra, tăng cường công tác là tiêu độc khử trùng. Còn tại chợ đầu mối Bình Điền, nơi mỗi đêm có khoảng 2.600 đến 2.800 con heo được tiêu thụ, đơn vị cũng tăng cường nhân lực và kiểm soát chặt chẽ 24/24 lượng heo vào chợ. Lượng heo vào Bình Điền nó đã qua được tới 3-4 cửa để mà kiểm soát. Đầu tiên là từ lò giết mổ, thú y của tất cả các địa phương. Sau đó là cái đường di chuyển sẽ có một cái trạm kiểm dịch rồi bắt đầu vào tới Bình Điền. Thì trước khi đặt lên trên sạp để mà buôn bán thì đã được cái đội số 10 của an toàn thực phẩm kiểm tra. Với cái bệnh dịch tả heo châu Phi này, trước mắt chúng tôi cũng bổ sung lực lượng phối hợp cùng với thú y để kiểm soát tại các cái cửa ngõ vào thành phố. Ban quản lý an toàn thực phẩm sẽ lo từ cái khâu là chợ đầu mối trở đi, cũng thường xuyên định kỳ cũng như là đột xuất lấy mẫu để kiểm nghiệm. Ban quản lý an toàn thực phẩm khuyến cáo người chăn nuôi cần nâng cao cảnh giác, không sử dụng thức ăn thừa cho heo ăn để loại trừ nguy cơ tồn tại virus. Liên quan đến tình hình dịch tả heo châu Phi, tính đến ngày 6 tháng 3, đã có 9 tỉnh, thành phố trên cả nước có xuất hiện ổ dịch. Địa phương mới nhất xuất hiện dịch là xã Rạng Đông, thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Các xét nghiệm mẫu phẩm lấy từ heo đã chết, ốm yếu bất thường tại đây cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Trường hợp phát hiện được có dấu hiệu nghi nhiễm virus dịch tả heo châu Phi đầu tiên là vào ngày 4 tháng 3 ở các bản Bon A, Lón Luông thuộc xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo. Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã tiến hành lấy 4 mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 8 con heo chết, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tôi đã triển khai ngay một số biện pháp cấp bách. Trước hết là khoanh vùng, phun tiêu độc khử trùng, dập dịch, tuyên truyền cho người dân là thấy hiện tượng lợn ốm, lợn chết là không mua bán vận chuyển. Chính quyền huyện Tuần Giáo đã tiến hành khoanh vùng các khu vực chăn nuôi, lập 2 chốt chặn tạm thời, thực hiện tiêu độc khử trùng và nghiêm cấm các hành vi vận chuyển thịt heo, heo giống ra khỏi địa bàn dưới bất kỳ hình thức nào. Trong khi đó, tại Hà Nội đã phát hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại các quận Long Biên và Hoàng Mai. Để chủ động ứng phó nhanh khi xảy ra dịch tả heo châu Phi, hôm nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập các biện pháp ứng phó khẩn cấp phòng chống bệnh dịch tả heo. Tiếp theo trong mạng an ninh trật tự. Công an Bình Dương truy tìm tài xế xe container gây tai nạn rồi bỏ trốn. Khởi tố đối tượng hứa hẹn xin việc, lừa đảo, chiếm đoạt cả tỷ đồng. Thưa quý vị, một khối lượng ma túy cực lớn đã bị thu giữ khi đang trên đường vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ trong ngày hôm qua, 6 tháng 3. Đây là thành tích của các chiến sĩ thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát chống ma túy Bộ An ninh Lào. Vào lúc 15 giờ tại bản Nọng Nhao, huyện Na Sai Thon, thành phố Viêng Chăn, Lào, lực lượng chức năng hai nước Việt Lào đã bắt quả tang hai đối tượng gồm Tết và Cây Lì cùng ở Lào đang vận chuyển số lượng ma túy lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin, một xe ô tô và một số tài liệu khác có liên quan. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng chuyên án. Một chuyên án ma túy khác,
Hôm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 6 kg ma túy. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực đường Thái Hà thuộc thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ. Ba đối tượng này là Bùi Quang Ngọc sinh năm 1981, Nguyễn Văn Thảnh sinh năm 1957 và Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1958, cả ba cùng trú tại thành phố Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 14 gói ma túy tổng hợp, một vali chứa 88 gói ma túy tổng hợp và 10 triệu đồng. Tất cả số ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 6,2 kg. Ba đối tượng đã khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về tiêu thụ. Sau khi xảy ra va chạm với xe máy khiến một người nguy kịch, tài xế xe container đã bỏ mặc nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra vào sáng nay trên đường DT743, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 3 giờ sáng, người đàn ông đi xe máy biển số 36B331512 trên đường DT743 hướng từ thị xã Di An về thị xã Tân Uyên. Khi xe lưu thông đến phường An Phú thì xảy ra va chạm với một xe container chưa rõ biển số. Cú va chạm khiến người đàn ông đi xe máy bị thương nặng. Tuy nhiên, tài xế xe container đã bỏ mặc nạn nhân và lái xe rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất các camera trong khu vực để tìm kiếm chiếc xe container liên quan đến vụ tai nạn. 18 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền đã bị công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bắt giữ. Số tiền cá cược lên đến gần 100 triệu đồng. Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều hôm qua, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, bắt quả tang ổ đánh bạc với hình thức chơi đá gà ăn tiền tại khu đất trống ở ấp Bãi Sáng 1, xã Đông Hòa, huyện An Minh. Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 18 người, 10 con gà đá, khoảng 100 triệu đồng và nhiều phương tiện liên quan. Tụ điểm đá gà này do Nguyễn Văn Nhã sinh năm 1969, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên đứng ra tổ chức và thu tiền sâu mỗi độ gà từ 200.000 đến 300.000 đồng. Hiện công an huyện An Biên đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một người phụ nữ tại thành phố Buôn Ma Thuột. Người này bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 năm 2007 đến nay, Hồ Thị Ánh Tuyết, 36 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột đã lừa tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng từ nhiều người có nguyện vọng xin việc. Tuyết đã gặp gỡ với nhiều người rồi tự giới thiệu mình là người của nhà nước, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo địa phương nên có khả năng xin việc làm. Vì tin lời Tuyết, nhiều người đã đưa tiền và hồ sơ cho Tuyết xin việc. Sau thời gian dài không xin được việc, nhiều người đã gặp Tuyết lấy lại tiền nhưng không được. Nhận được đơn tố cáo của các bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, đến cuối giờ chiều hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường, tức ca sĩ Châu Việt Cường, 41 tuổi, quê Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, với tội danh giết người. Vụ án từng gây chấn động dư luận cách đây một năm vì tình tiết của nó. Theo cáo trạng, đêm ngày 4 tháng 3 năm 2018, Cường cùng Đoàn Quý Nguyên, tức ca sĩ Nam Khang, đến chơi tại một căn hộ mà Thế thuê ở Hà Nội. Tại đây, ngoài Thế và Nguyên, Cường còn cùng chơi ma túy tổng hợp với Đỗ Phượng Anh, quê ở Sơn La, và chị Trần Mỹ Huyền, trú tại Hà Nội. Đến sáng ngày 5 tháng 3 năm 2018, Cường và Huyền bị ảo giác ma túy. Lúc này, Cường đã nhét tổng cộng 33 nhánh củ tỏi vào trong khoang miệng của Huyền, khiến Huyền bị ngạt thở, dẫn đến tử vong. Công an đã thu giữ trong ví của Thế 1,3 gam ma túy tổng hợp, cất giấu để sử dụng. Căn cứ tội danh, tòa đã tuyên bị cáo Châu Việt Cường mức án 13 năm tù về tội giết người. Bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Ngoài thời hạn tù nêu trên, Cường còn phải bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình bị hại. Vâng, hậu quả của ma túy đá thật là ghê gớm và hàng đá bằng nhiều cách vẫn được tuồn về để đầu độc giới trẻ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây. Những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật vào lúc 6 giờ 30 phút sáng mai. Quý vị đừng bỏ lỡ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.